Con kia, chúng mày đứng lại con kia. Đứng lại. Đứng lại. Ông ơi, bọn cháu xin ông đấy, ông đừng nói gì nhá ông nhá. Này, lão kia, lão ăn mày, bọn có thấy hai đứa con gái nào chạy qua đây không? May quá. Ông ơi, cháu cảm ơn ông ạ. Thế nhưng mà, ông ơi, ông không có nhà cửa con cái gì ạ? Sao ông lại ngồi đây? Ta là kẻ lang thang, không có nhà, cũng không có gia đình. Trời lạnh thế này mà ông không có chỗ trú ngụ à ông? Ông ơi, ông đã ăn gì chưa ạ? Này, lão già kia, dám nói dối tôi à? Hai con kia, chúng mày toang rồi. Tiên sư, chúng mày! Chúng mày là đánh tao à? Chúng mày chán sống rồi! Chúng mày cứ đợi đấy! Đừng sợ, là ta làm đấy. Yên tâm, ta không làm hại mấy đứa đâu. Ông ơi, cháu còn cái bánh, cháu biếu ông ăn cho đỡ đói ạ. Ông ơi, cháu có hộp sữa, ông uống đi ạ. Ta cảm ơn. Mà tại sao các cháu lại bị đuổi đánh vậy? Anh đấy chuyên bắt nạt học sinh trong trường. Lúc nãy anh trai cháu trêu anh đấy nên bọn cháu bị vạ lây ông ạ. Bọn cháu mỏng manh yếu đuối, lúc nào cũng bị bắt nạt ạ. Ước gì bọn cháu trở thành chùm trường để không sợ những kẻ bắt nạt và bảo vệ những người mỏng manh yếu đuối như bọn cháu nữa. Được, ta thấy các cháu đều là người tốt hướng thiện nên ta sẽ cho các cháu một điều ước. Điều ước ý ạ? Ông ơi, ông cho thật hay đùa ạ? Lúc nãy các cháu có thấy ta dạy dỗ cậu kia không? Vậy ông chính là một ẩn sĩ trong truyền thuyết, xuất sơn giúp người yếu thế hả ông? Là ông tiên á? Ông ơi, vậy thì bọn cháu ước bọn cháu được làm chùm trường ạ. Chùm trường á? Được, ta sẽ cho các con được tội nguyện. Ông ơi, bọn cháu bây giờ có cần phải nhắm mắt xong rồi ông vung cái gậy lên giống như ở trong truyện không ạ? Không cần đâu, các cháu cứ đi học đi. Phép nhiệm màu sẽ tự tới. Tuy nhiên, các cháu không được sử dụng điều ước vào mục đích xấu, nếu không sẽ phải chịu hậu quả đấy. Ông ơi, ông yên tâm ạ, bọn cháu là những cô gái ngoan mà. Vậy thì được. Không biết là có thật như những gì ông lão nói không nhở? Em cũng không biết nữa. Nếu như trên đời này có một ông tiên như vậy thì hơi khó tin. Thế nhưng mà cũng chẳng biết được, trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra cả. Chào. Thế các anh chị không bị Long Tổ tóm à? May quá, các cậu không sao. Bọn em cũng suýt bị tóm, nhưng may quá gặp được một ông tiên. Bọn tớ, ý của Thảo là bọn tớ may mắn thoát được. Này, thế hai đứa có ăn bim bim hay là uống trà sữa gì không? Hôm nay Tuấn bị sao đấy? Bình thường một miếng bim bim còn trả được. Bạn bè với nhau là phải thế chứ. Thảo, anh bảo được làm anh trai của em Thảo, rồi làm bạn của bạn Tuyến là niềm vinh hạnh của bọn anh. Anh sao đấy? Anh có sao đâu, tại anh đang cảm động quá. Thôi, mình đi học đi anh chị đi. Em chào hai chị Đại ạ. Chị Tuyến ơi, anh kia học lớp cùng chị mà, sao lại gọi em với chị là chị? Chị cũng không biết nữa. Có khi nào điều ước linh nghiệm không? Khéo linh thật chị ạ. Hai đứa làm sao thế? Anh Tuấn, giờ em với lại chị Tuyến á đang ở trên một công vị khác rồi. Em không còn là Tuyến Thảo của ngày xưa nữa đâu. Tóm lại là từ bây giờ các cậu chỉ việc đứng cạnh bọn tớ là sẽ không sao cả. Từ giờ em sẽ bảo vệ anh chị.
cảm ơn em Thảo, cảm ơn bạn Tuyến đã luôn bảo vệ bọn mình. Từ hôm nay, tất cả học sinh trong trường sẽ cúi đầu vì sợ bọn tớ. Các cậu không phải sợ gì hết, đi theo bọn tớ. Đi. Tự nhiên học xong thể dục đói váng cả mắt. Ước gì có cái bánh ăn để chống đói nhở. Em gái xinh đẹp của anh muốn ăn bánh đúng không? Cu! Chị Đại đói. Cái bà lơ tơ phơ ấy. Mày có được không? Mới đừng để hai chị Đại nhà tao lóng nhá. Ra đây ạ. Lương ạ. Này, em gái của anh ăn đi. Này. Chỉ có mỗi một cái bánh mà tận hai người ăn thì ai ăn ai đừng. Ai lại để hai chị Đại trường mình đến cái bánh cũng không có mà ăn. Thế để bây giờ tớ tìm thấy đứa nào có bánh, tớ lấy cho Tuyến với lại em Thảo ăn nhé. Như thế thì khác nào bảo bọn em là bắt nạt. Sao thế được? Trong cái trường này nhá, đứa nào dám nói bọn em như thế, anh á, anh không mỏ. Long Tổ. Hai chị em nhìn nhá, thằng này nó rất là tự nguyện, hiểu không? Long. Dạ, anh cho gọi em ạ. Tao nghe nói là mày hay cướp đồ ăn của bọn khóa dưới lắm đúng không? Dạ, đấy là em lỡ tay lấy thôi ạ. Nếu các anh chị thích để em biếu ạ. Thế cần phải hỏi à? Hai chị đây là đang đói lắm đấy. Dạ đây ạ. Em còn ổi, chuối, thanh long, bánh mì nữa. Các chị thích gì thì bảo em ạ. Uầy, tớ cứ tưởng là cửa hàng tạp hóa ấy chứ. Đây này. Bọn này xin hết nhá. Tuấn, ai làm thế? Bọn tớ chỉ cần một cái bánh thôi mà. Nó tình nguyện cho bọn mình mà. Chắc là nó đang muốn giảm cân đấy. Mình không nên phụ lòng nó. Đúng đúng ạ. Thì em béo quá nên nhờ các anh chị ăn hộ ạ. Đấy. Thế Tuyến với Thảo mà không ăn thì cho chị miếng nhá. Thôi được rồi, anh Hiếu ơi. Coi như là mình lấy về ăn dần. Ừ. Long, xin nhá. Vâng ạ. Bây giờ thì mời em Thảo và bạn Tuyến xinh đẹp cùng ăn. Sao anh vẫn chưa đi hả anh Long? Chị đã chưa cho phép nên em chưa đi ạ. Thế thì anh đi đi. Dạ vâng, em xin phép. Cảm ơn chị Đại. Làm chị Đại sướng thật đấy. Không ai dám cãi. Bảo sao ai cũng đòi đánh nhau, tranh nhau, đòi làm chị Đại với đại ca. Ô, anh Hiếu ơi, hay là làm mì tôm thanh long ăn đi. Đúng đấy, Hiếu làm đi. Món này đang hot trend đấy. Tuấn lệnh. Đấy, các bạn ạ, ở đây ấy thì Hiếu có hai quả thanh long. Một quả thì Hiếu đã cắt nhỏ ra và cho vào cái dây ấy, dùng cái muôi dí xuống để lọc lấy nước. Một quả thì Hiếu sẽ cắt khúc ngắn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào và phi thơm cùng với tỏi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần nước thanh long mà chúng ta đã dây vào. Rồi chúng ta sẽ cho thêm muối này, mì chính và nước mắm một chút vào cho vừa bát nhá. Đun sôi một chút thì chúng ta sẽ cho cái phần mì mà chúng ta đã trần vào và xào cùng. Bạn nào mà thích ăn nước thì cho nước vào. Còn bạn nào mà thích ăn mì trộn thì chúng ta cho một xíu nước thôi. Rồi đổ gia vị vào trộn đều lên, ăn sẽ rất đậm đà.
ơi, Hiếu ơi, làm món này đơn giản thế thôi á? Đơn giản thế thôi. Sắp xong chưa mày? Xong rồi đấy. Chế đi. Ôi, từ từ, phải mời em Thảo và bạn Tuyến thẩm thực trước đã chứ. Quên mất. Anh xin kính cẩn nghiêng mình mời em Thảo và bạn Tuyến thưởng thức món mì tôm thanh long. Các cậu ăn đi, ngon ăn đi. Ăn đi. Mà các cậu ơi, cho tớ hỏi cái này nhá. Con đường mà bọn tớ lên làm chị đại của trường ấy, nó như thế nào nhỉ? Thế bạn Tuyến không nhớ gì à? Nhớ gì? Đây, cả hai chị đại xem cái này đi ạ. Sao ai quay được cái này nhỉ? Nghe nói là bọn đệ thằng Long Tổ quay sao ấy. Anh thật không ngờ, có một ngày người bạn của anh, cô em gái của anh, từ những người ngây ngô tổ tẹt lại có thể trở thành một nữ cường, một chị đại có sức mạnh ngọa hổ tàng long. Anh Hiếu ơi, anh hâm mộ bọn em thật à? Chứ còn sao nữa. Này, em gái của anh có thể dạy cho anh một chút chiêu thức được không? Để khi nào mà anh gặp đứa nào nó láo nhá, là anh đập phát tòe mỏ luôn. Để xem anh đối với em sao đã. Tuyến ơi, cậu cũng dạy cho tớ với nhá. Tớ cũng để xem sao đã. Này, bây giờ có bạn Tuyến với em Thảo làm đệ nhất chị đại trường mình. Thế nhân cơ hội này ấy, những đứa nào mà đã từng bắt nạt bọn mình ấy, bây giờ mình xử luôn. Thế nhưng mà em thấy hơi sợ. Chị Tuyến, chị có sợ không? Tớ cũng thấy hơi sợ sợ. Lỡ đâu họ đánh mình thì sao? Giờ cả trường này đang sợ chúng ta. Chúng ta phải thể hiện sức mạnh chứ đi. Bây giờ mà chúng ta hiền là chúng nó lại nhờn. Phải thể hiện được sức mạnh của chị đại trường này cho chúng nó phải kính nể. Chúng mày thấy đúng không? Đúng rồi đấy. Thế nhưng mà đừng có mà đi học muộn nhá. Không là tao phải ghi vào sổ sao đỏ đấy. Biết rồi. Thế bây giờ làm chị đại thì mình phải làm những gì? Với tư cách là anh trai cũng như là quân sư của em Thảo và bạn Tuyến đang kính đây. Tao có đề nghị như thế này. Như nào? Thứ nhất là hai chị đại phải tuyên bố vị trí chủ quyền. Đúng. Thứ hai là phải đề ra các quy luật. Chị đại trường này là ai? Là Tuyến và Thảo. Đấy. Đứa nào ho he là phải thiết quân luật. Đúng rồi. Chúng ta phải cho cái đứa nào bắt nạt chúng ta phải cúi đầu. Tao đề nghị xử thằng Long Tổ trước, vì can cái tội hôm qua nó dám chặn đường cướp xúc xích của tao. Đúng. Chả mấy khi Tuyến Thảo làm chị đại, chúng ta phải giành lại nữ quyền của chúng ta. Phải cho những kẻ mà đã từng bắt nạt chúng ta ấy phải cúi đầu xuống. Nhưng mà em cứ thấy sợ sợ ấy. Sao lại sợ? Không phải lo sợ gì cả. Việc của em Thảo và bạn Tuyến bây giờ là cứ vênh mặt lên, ngước mặt lên trời đó. Muốn gì cứ bảo bọn tớ nhá. Đúng rồi, giờ Thảo với Tuyến ấy, ở đẳng cấp pro VIP rồi nhá, không ai dám hoe gì đâu. Chuẩn, mình cứ phải ngẩng cao mặt mà đi, không phải sợ điều gì cả. Muốn thử không? Mai thử luôn. Tiết sư đứa nào ấy? Rồi, mày lại đánh bạn học đấy à? Nhặt cái giày xong ra tao bảo. Đây. Từ giờ anh em và mọi người chỉ cần nghe lời Thảo Tổ, nghe lời chị đại Thảo và chị đại Tuyến là sẽ không bao giờ bị bắt nạt. Chùm trường của chúng ta chỉ có hai chị đại này thôi.
ai bị bắt nạt cứ gọi chị Đại Thảo và chị Đại Tuyến, rõ chưa? Ai, làm chị Đại thích thật đấy. Chả ai dám bật mình cả, kể cả nhá là cái công tắc luôn. Làm chị Đại sướng như thế này, bảo sao ai cũng muốn làm. Ra đây. Trong ba lô có cái gì đấy? Làm gì có cái gì đâu ạ. Ô, thằng này lừa tao à? Mũi tao thính lắm đấy nhá, thính hơn mũi chó đấy. Bánh đúng không? Mang ra đây. Hai chị Đại, Thảo và Tuyến là rất thích ăn bánh đấy. Dạ, có bánh chuối đấy ạ. Tốt, lần sau tự giác đừng để tao phải hít nhá. Anh Hiếu ơi, sao anh lại chấn lột đồ của mọi người thế? Em gái của anh ơi, đấy người ta không gọi là chấn lột, mà người ta gọi là phí bảo vệ, hiểu không? Mình bảo vệ chúng nó trước cái sự áp bức, cái sự bắt nạt của thằng Long Tổ như thế thì như thế này có đáng cái gì? Có phải cái bánh chuối ấy? Cơ mà như thế, có khác nào là mình đang thu phí bảo kê đâu. Có mấy cái bánh chuối này không bằng 1/10 cái phí bảo vệ mà thằng Long Tổ nó thu. Mình thu nên là rẻ rồi. Mình mà không thu chúng nó đôi khi còn coi thường mình ra ấy, nó cười cho. Ui giời ơi, nghĩ ngợi cái gì? Đây, hai chị Đại ăn thử đi. Bánh chuối ngon phết đấy. Ăn đi, chơi nhau. Ăn đi. Ăn đi, xin mời ạ. Sao? Ê, ngon thật nhá. Này, chuyện đồ không mất tiền, lo chẳng ngon. Cho cậu này. Tớ chả thích ăn bánh chuối mấy đâu. Có cái gì khác không? Cái gì khác à? Có. Có rồi. Ê cu tổ. Lại tao bảo. Nhanh cái chân lên. Còn em có bảo là em lấy xúc xích của anh đâu. Em biết kiểu gì cũng bắt nên dâng lên trước cho đỡ bị ăn đòn ạ. Chứ hôm trước hai chị Đại đánh em cái dặn xương. Hai chị thích ăn em mời. Thôi được rồi. Cảm ơn Long nhé. Nô tài xin lui ạ. Cho lui. Ôi giời, tưởng thế nào. Hóa ra cũng nhát như cái. Mà công nhận nhá, em Thảo với lại Tuyến nhà mình chất thật đấy. Phẩy tay một cái thôi là chạy mất dép. Cứ tưởng thoát được bọn thằng Long Tổ, không ngờ bọn con Tuyến với con Thảo ạ, nó lại lên làm trùm trưởng. Cuối cùng mình vẫn giống như bọn thằng Long Tổ, bọn nó vẫn bắt làm bọn mình. Nó còn cướp cả đồ ăn của tao ấy. Hôm nay nhá, thằng Hiếu nó còn bắt tao đưa bánh chuối cho nó cơ. Như thế thì có khác gì ăn cướp được. Thôi đi về đi. Để bọn nó tự đưa chứ có bao giờ tao cướp đâu, tao đòi đâu mà. Tớ đã bảo rồi, cậu đừng đi xin đẻo đồ ăn của học sinh trong trường nữa, mất uy tín quá. Tao xin thật chứ tao có xin đẻo đâu. Mà đói thì tao mới xin chứ tao có điên cướp được. Anh còn cãi à? Anh mang danh của em đi xin đồ của mọi người, ai mà chả sợ. Mà em đã bảo anh chị rồi, đừng có chấn lột đồ của người khác. Giờ mang tiếng em ra. Ồ, thế em cũng ăn mà, riêng gì bọn anh đâu. Đúng đấy. Em trách bọn anh thì hai đứa em cũng phải xem lại bản thân mình chứ lì. Các em cũng thích làm chị Đại mà, đúng chưa? Hả? Bây giờ cũng muốn người khác phải cúi đầu trước mình thì mới đồng ý để cho bọn anh làm chứ. Đúng ra là hai đứa cũng muốn như thế. Thấy bọn anh nói hợp lý thì mới đồng ý chứ bọn anh có ép đâu. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Anh vẫn còn cãi được à? Ồ. Tháo, em bình tĩnh đi. Đúng đấy, cứ tưởng mình là chị Đại muốn đánh ai đánh à? Đúng rồi đấy, thế có khác gì côn đồ đâu. Thôi, các anh chị đừng có mà nói nữa, chị Tuyết đi về. Cứ kệ họ đi, ai nói gì thì kệ. Mình làm chị Đại thì người ta sợ mình là đúng rồi mà. Chị Tuyến ơi, hay thôi đừng làm chị Đại nữa được không? Mình không làm thì mọi người vẫn sợ mình mà. Ai bảo ước làm chị Đại làm gì không biết. Bây giờ mình mà không làm chị Đại
thì kiểu gì cũng bị bắt nạt. Em chào anh chị ạ. Miễn lễ, có chuyện gì? À, em thấy anh Hiếu bảo là các chị thích ăn bánh mì hoa cúc nên là em mua cho hai chị ạ. Thôi, bọn em không ăn đâu. Thôi, cậu ăn đi, bọn tớ không ăn đâu. Ôi hai chị ơi, em làm phần ý gì hai chị thì hai chị nói với em chứ đừng đánh em. Em xin hai chị ơi, em xin ạ. Bọn em có đánh người bao giờ đâu mà anh tế xấu bọn em như thế. Em sợ lắm ạ. Anh Long Tổ còn sợ hai chị cơ mà. Ôi hai chị ơi, em không biết gì đâu nha, em đi đây. Này, này, cái tên kia nữa, thấy mình ngã, còn không ra đỡ mình, lại còn cong đuôi chạy mất. Lần trước mình không là chị Đại, mình ngã thì mọi người còn đỡ, bây giờ mình là chị Đại rồi, mọi người chỉ sợ thôi chứ không thương mình chị ạ. Tức thật đấy. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Tưởng làm chị Đại sướng lắm, ai ngờ toàn bị bỏ rơi mới bị nói xấu thôi. Chị Đại mà khóc à? Không thích thì đừng làm nữa. Nhưng mà tự nhiên bị cái đồ ước gây dáng vào đầu, làm sao để gỡ ra hả chị? Hay là bây giờ mình đi tìm lại lão ăn mày hôm qua rồi xin xỏ thử xem sao. Hình như là mình còn một đồ ước nữa đúng không chị? Nhưng mà chị tiếc lắm. Nhưng mà giờ chị em mình không quay trở lại như ngày xưa, khéo chị em mình trở thành giang hồ lúc nào không biết ý. Thế là sau một hồi mình lại trở về với máng lợn cũ à? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Có hối hận không? Em không hối hận đâu. Cái gì cũng có cái giá của nó mà, đúng không chị? Cũng đúng. Không miếng bánh nào là miễn phí. Lần trở thành chị Đại này cũng là thử thách để chúng ta giữ gìn nhân cách khi thay đổi hoàn cảnh sống. Thôi được rồi, để chị sẽ ước hai chúng ta trở lại như người bình thường. Tôi ước tôi và Thảo trở lại thành học sinh bình thường. Này, hai đứa. Hiếu. Anh Hiếu. Mắc cái giống gì ngồi giữa đường thế này? Bọn em bị xe máy đâm mà không ai đỡ cả chị ạ. Rồi, ôi cái bọn mất dạy. Đâu đứng lên xem nào. Úi giời, có làm sao không? Không, tớ chỉ hơi đau một tí thôi. Mà anh Hiếu ơi, bây giờ bọn em là ai anh? Mình áo à? Bị xe tông xong mất não rồi à? Mày là mày chứ là ai? Không, ý của Thảo là bây giờ các cậu có sợ bọn tớ không? Học sinh ở trong trường có sợ bọn tớ không? Sao tao phải sợ bọn mày? Bọn mày là cái gì mà bọn tao phải sợ? Hả? Ngông hư à? Chị xe bọn kia, chúng mày đây rồi. Chúng mày chạy đằng trời. Sao bọn này nó tìm được bọn mình giỏi thế nhỉ? Mày chán sống rồi hả? Mà dám hắt nước vào chùm trường là tao. Anh Long Tổ là chùm trường à anh chị? Chứ còn gì nữa. Đến chị Đại như tao còn phải nẻ nó vài phần đây này. Chạy đi chúng mày ơi, chạy đi. Hôm nay đố chúng mày thoát được rồi. Chia được ra. Chị Tuyến ơi, thế là điều ước của chị thành hiện thực rồi đấy. Làm chị Đại cũng khổ.